Tối ngày 19 tháng 5 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, Khối Quản lý Rủi ro Vietinbank đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thành lập. Đến dự và chúc mừng hội nghị có ông Lê Đức Thọ, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vietinbank, các ông bà trong Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Giám đốc Khối, trưởng phòng, Ban trụ sở chính, Giám đốc các chi nhánh và hơn 200 cán bộ, nhân viên của 8 phòng thuộc Khối Quản lý Rủi ro. Khối Quản lý Rủi ro Vietinbank được thành lập ngày 9 tháng 1 năm 2013. Sau 5 năm đi vào hoạt động, Khối Quản lý Rủi ro đã tham gia xây dựng, bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách của Vietinbank, hỗ trợ thúc đẩy và tăng cường hiệu quả của công tác quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh và phù hợp thông lệ quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đức Thọ thay mặt ban lãnh đạo Vietinbank đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả và thành tích xuất sắc mà tập thể cán bộ Khối Quản lý Rủi ro đã đạt được trong 5 năm xây dựng và phát triển. Tổng Giám đốc Vietinbank đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên Khối Quản lý Rủi ro đồng sức, đồng lòng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực chủ động, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Khối Quản lý Rủi ro nói riêng và toàn hệ thống Vietinbank nói chung. Tại hội nghị, ban lãnh đạo Vietinbank đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kỷ niệm chương và những món quà ý nghĩa để ghi nhận những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Khối Quản lý Rủi ro qua các thời kỳ. Ngay sau hội nghị, đêm gala dinner chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Khối Quản lý Rủi ro đã diễn ra vô cùng sôi động. Đêm gala dinner là dịp để các thành viên Khối Quản lý Rủi ro ôn lại những hình ảnh, kỷ niệm của các hoạt động đào tạo, giao lưu văn hóa, góp phần xây dựng ý thức tuân thủ, truyền tải, lan tỏa văn hóa quản lý rủi ro trên toàn hệ thống. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.